ha, mình có một cái nhân vật như thế này, mình có thể nhiều nhân vật và mình chọn được từng nhân vật và nhớ là đặt tên cho nó là được. Bây giờ cái tool đó khi mình click vào ha là nó sẽ nằm ở đây. Đây. Đầu tiên là mình edit, mở nó lên. Mở lên này. Tiếp theo là mình bấm vào cái dấu cộng để add cái nhân vật ha. Bấm vào. Và ở đây mình chọn là nhân vật là Spider ha. Đấy, Spider nè. Rồi, cái này là mình chọn cái gì? À, cho nguyên cái thân là cái men, hoặc là cho cái đầu là face, hay là cho cái mấy cái que ở đằng sau hay gì đó. À, trước mắt mình cứ để đây là tổng là men ha. Rồi mấy em có thể để một cái hình và chụp cái hình ha, thí dụ như cái hình đây, chụp một cái hình và đưa vào đây để mình biết cái tay cái chân nó nằm ở đâu nếu mình muốn làm từng chi tiết. Ví dụ như thầy mở open email, sau đó mấy em kiếm cái email ở đâu đó ha, mấy em bỏ vào. Ví dụ như của thầy thì thầy bỏ cái tên vào trong này, một cái email, email mấy em tự làm ha. Anh biết à, mà già script, anh biết email thầy bỏ đâu cũng được. Đây à, rồi nó chưa lên đâu nhá, mình bấm ok thì nó mới lên ha. Mấy em thấy cái hình nè. Rồi bây giờ mấy em muốn làm một cái tổng hay là một cái gì đó để ở ngoài cho nó dễ, hoặc là em muốn làm cái tay cái thân cho tới khi nào mà mấy em cần diễn cái phần gì đó thì làm. Giờ thí dụ như có những trường hợp mình chỉ diễn cái phần trên thôi ha, rồi có những trường hợp mình diễn hết, có những trường hợp mình không có diễn qua que này thì mình sẽ đặt riêng như thế này. Đây, nhân vật này ha. Mình chọn, sau đó mình chọn similar. Rồi. Đây. Tức là thường là mình sẽ làm như thế này chứ. Thì ở đây mình đặt cho nó một cái màu gì đó cho nó dễ nhớ bằng cách kéo từ trên này xuống. Thí dụ như đây thầy để đây. Thả ra ha. Sau đó mình để cho nó lớn lên như thế này chẳng hạn, và mình đặt nó tên là Onki ha, thí dụ vậy. Tất cả các cái key nằm đây. Xong. Màu trắng xong, mình đừng có đụng gì hết, mình bấm apply cái đã. Hai, apply ha, Onki. Rồi xong, bây giờ mình thí dụ như trong quá trình làm mình muốn đặt key cái phần trên thôi. Thí dụ nhân vật của mình nó diễn cái phần trên này thôi ha. Nó diễn cái trên này thôi thì mình chọn đây. Hoặc là mình sẽ bao nó ở đây ha. Đấy, mình bao nó như thế này. Thì tất cả những cái key ở trên nó sẽ dính này ha. Rồi mình mở ra đây mình coi. À, nó có key rotate hay cái gì không? Nếu nó không có rotate và position gì hết ha, thì mình sẽ chọn ngược lại, bỏ một cái ở đây để làm cái gì? Bỏ một cái ở đây, sau đó mình nhấn shift, mình chọn lại nó, thì cái đây là cái chọn sau cùng. Cái phần này là cái phần chọn sau cùng, nó hiển thị mình nhắm cái nào mà nó vừa có translate, rotate và scale thì mình nhả nó ra và mình chọn lại nó sau cùng thì nó sẽ hiển thị ở đây ha, nó sẽ hiển thị được ở đây. Rồi tiếp theo cái này là cái phần trên ha, thì những cái màu, những cái màu trắng của mình, thí dụ mình đặt cái màu trắng là những cái màu dùng để diễn đa đa số là diễn nhiều ha, thì mình làm một cái màu trắng nữa phần trên để đây, hoặc là để đây hay là để đâu đó ha, hoặc là không có nhân vật cũng được. Rồi ở đây mình để phần thân đi ha, bấm Onkey. Rồi bây giờ mấy em muốn diễn cái gì thì mấy em đặt, thí dụ như à, ở đây thì à, tắt cái object đi thì mấy em còn lại cái phần key ha. Đó, phần key nè, mấy em muốn diễn cái gì, ở đây nhân vật nó hơi nhiều cho nên là hơi rối. Thí dụ như mấy em muốn diễn cái lưng nè, cái thân nè,
thì cũng đặt vào đây được bình thường ha. Kéo nó thả vào màu vàng. Cái xương chậu thì từ xương chậu trở lên cho nó vàng. Đây, không cần đặt tên cũng được ha. Ở đây mình không cần đặt tên, apply nó như thế này và giờ ở đây. Rồi, mình có thể tiếp tục. Tiếp theo cái xương trên nè. Thân đặt đây. Rồi bỏ này đi ha. Apply cứ vậy. Tiếp theo thầy làm ví dụ để cho mấy em thấy. Xong mình kéo nó, mình phải chọn trước xong mình kéo mình thả vào ha. Rồi đây, bỏ này đi, không cần để tên làm gì. Apply ha, nhớ nha, không cần để tên. Apply. Rồi tới cái cổ. Đây. Rất là tiện nha mấy em, sau này mấy em làm cái này nó rất là tiện. Tới cái đầu. Đây. Mấy em chỉ cần nhìn vào là thấy có hình ảnh đầy đủ là mấy em biết vị trí. À, thậm chí tay chân tay chân em muốn diễn, nhiều khi em mất công phải chọn vào đây, nó bị dính đúng không? Thì cái tay thì nó có chân trái chân cái chân thì nó có chân trái chân phải. Nếu em kéo cái chân chân phải nè, để ra ngoài đi cho nó dễ đúng không? Rồi nhìn là mình biết, mình chỉ cần nhìn thôi là mình biết. Đây. Đây. Rồi bây giờ mình chọn mình lưu cái nhân vật này là nó tên là Spider ha. Bây giờ đóng này lại, sell nó một cái nha, mấy em phải sell nó một cái. Sell đây, bây giờ thấy dòng chữ nó hiện ha, sell ha, sell vào cái scene ha. Giờ mình đóng này lại. Rồi khi mình đóng lại thì bắt đầu mình chọn thử. Đây, lít vào ha. Đây, nó chọn được để diễn. Thậm chí sau này mình diễn, mình sẽ tắt cái này đi ha. Ví dụ như mình không muốn cái control này hiện thì mình tắt luôn cái control. Mở cái overstyler ha. Rồi, mình làm nguyên một người đầy đủ. Mình làm nguyên người đầy đủ ha. Mình diễn, ví dụ như muốn cái chân này mình cầm lên mình diễn thôi. Đúng không? Muốn cái này thì mình chọn qua bên này. Ha. À này mình chưa chưa áp nó lộn ha. Đây cái đầu. Thấy không? Đây là cái cách làm. Rồi mình muốn chọn cái phần trên mình key thì cái này là phần trên nè ha. Chọn tất cả các cái xương ở trên. Lúc này mình chỉ bấm chữ S thôi. Tại cái bộ xương của mình là bộ xương nó chuẩn, đúng không? Mình chỉ cần bấm chữ S là xong. Lúc này mình muốn thí dụ như mình bẻ lại cái dáng nè. Mình làm rồi. Đây cái dáng ban đầu của nó là như thế này. Bây giờ mình chọn on key. On key ha. Sau đó mình cho nó về không. Đây nó trở về dáng bình thường cho mình đúng không? Rất là chuẩn. Bây giờ đến cái nhân vật thứ hai. Ví dụ cái này mình kéo ra. Inbox cái nhân vật thứ hai. Ha. Bỏ vào. Đây. Đây cái nhân vật này nè, nhân vật mới nè. Rồi mình sẽ coi cái phần control của nó đâu rồi. Đây control nó đây. À cái này là của cái này. Đây ha. Thì ở cái phần này nè, mình có thể vào đây mình xóa hết những cái tên lót này đi ha. Khi mình nhập vào á, mình phải xóa nó đi. Unity delete namespace này ha, nó sạch sẽ. Rồi tiếp theo mình muốn làm lại cái gì đó, mình muốn delete gì đó thì mình delete ha. Đây mình có hai nhân vật. Nhân vật thứ hai mình cũng đặt tên cho nó ha. Đây mở cái edit này lên. Trước tiên là mở để lên. Xong đặt cộng dấu cộng này ha. Đặt một cái tên mới. Cũng là
gì đó, thí dụ như thế này là Loki cho nó giống đi ha. Rồi ở đây mình lấy cái hình của cái nhân vật đó đó mình bỏ vào, hoặc là không bỏ cũng được, không sao hết. Thí dụ như thầy không thích bỏ ha, nếu mấy em bỏ thì mấy em sẽ nhìn thấy được cái hình và biết được cái nhân vật gì nó dễ. Còn thầy không bỏ vào thì thầy mất công phải học nhìn cái tên đó ha. Bấm OK ở đây nó cũng lên cái bảng. Rồi bây giờ thầy cũng làm giống như bên kia. Ở đây thầy có thể bao nè ha, cái nhân vật này còn cái xương chưa giấu nè ha, mấy em giấu, nhớ giấu cái xương đi. Nhớ giấu cái xương ha, nên mình không có thể bao được. Đây giờ nếu mình chọn similar, đây nó đi luôn cái này đúng không, bỏ cái này cũng không được, rất là khó ha. Này nè, nó dính nè, những cái này là nó còn dính da phả, rất là khó, không có bỏ được. Ở đây mình có thể phải chọn từ trong này hả, nó rất là cực khổ đúng không, nó phải dính đây nè, nó dính. Thì bây giờ mình có thể chọn ở bên này, ở đây mình chỉ để non nộp khơ này. Bây giờ mình mới thấy nè, bao nó là nó chọn hết nè ha. Nhưng mình phải coi lại ở phần channel box nè, à có kỳ ha. Đấy, những cái nào mà thì nó có translate, rotate và scale thì mình cứ để, này là on của này. Bây giờ mình mở lên mình cũng làm giống như vậy đó, này là on nè, đấy ha, on key chẳng hạn. Mình đặt làm sao mà cho dễ nhớ cái ý tưởng của mình thôi, apply nó. Rồi giờ mình có thể kéo lớn lên à, to như thế này, mình để thứ tự từ trên xuống dưới này cũng được ha, hoặc là từ dưới này lên trên cũng được. Rồi giờ mình tiếp mình chọn cái phần trên, ví dụ đây nó có cái chân vậy ha, mình chọn cái phần trên nè. Đúng không? Rồi tiếp tục, cái này là phần thân. Thầy làm vậy để cho mấy em thấy là cái công việc này nó không có khó, nhưng mà mỗi nhân vật mình phải làm trước từ đầu như thế này thì nó sẽ ok. Rồi thầy ví dụ hai cái vậy thôi để mấy em thấy nè. Bây giờ mình lật cái này ra thấy à, chọn cái spider là nó ra spider, chọn Loki ra Loki ha. Đây là mấy em diễn thoải mái, khi diễn đóng cái này lại ha, diễn chịu khó đóng nó lại. Thì à, mấy em không cần làm cái hình cũng được, nếu mấy em không muốn diễn nhiều mấy em có thể diễn trực tiếp. Còn nếu mấy em diễn trên này luôn thì mấy em để cái hình và lúc đó tắt hết mấy cái này để diễn thì ok, không có vấn đề gì cả ha. Đây lúc này mình chọn nhân vật này đúng không, mình key hả. Rồi mình qua đây mình chọn cái nhân vật này mình key, đấy là ok. Muốn chọn cái thân thì dính cái thân, muốn chọn gì mình làm đó. Còn trên này nếu mình muốn cái thân này xong mình muốn làm cái đầu cho nó có mắt mũi miệng gì đó ha, thí dụ như cái nhân vật này nó có cái đầu có mắt mũi miệng thì ở đây mình làm thêm cho nó một cái lít vào dấu cộng ở đây ha. Nên đây là cái đầu, hết 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 cái đầu gì cũng được ha, đây là cái đầu đấy. Ví dụ như con mắt, ví dụ ở đây là cái cằm ha, cái miệng mình kéo ra một cái miệng đặt nó vào đây là cái miệng, rồi bỏ vô đây không, to lên cho nó dễ, lít vào cái góc kéo ra đấy, mình để dưới này nè, hay cái cằm vậy đó. Rồi trên này là cái đầu thì chọn vào đây lôi nó vào đây, chọn cái đầu apply kéo nó ra này. Rồi thí dụ vậy mình đóng lại nè, cái đầu cái miệng cái gì đó của nhân vật này là mình phải chọn nhân vật này ha. Đây dầm chọn nè, cái đầu cái miệng thì lúc này là mình diễn ok
Thí dụ như rồi như vậy là cái cách thực hiện, cách sử dụng cái unbiased này rất là hiệu quả. Nó cũng ngang ngửa với cái bài mà thầy bỏ ở trên phần animation ở trên này. Trên này thầy có một cái bài animation. Nếu em nào xài cái version thấp từ 2000 trở về trước thì mấy em vào cái phần animation của thầy ở đây. Thầy mở luôn để cho mấy em thấy có cái unbiased của cái rất là hay đây. Đây ha, cái anime Stonebreaker, cái này thì nó bắt mình phải làm kỹ hơn ha. Đây phần tay và mình bẻ một cái dáng như thế này thì mình làm nguyên cái nhân vật như thế này, mình có thể bao được ở trên này. Rất thầy rất là thích cái này, nhưng mà cái này nó chưa có chạy trên bản 2022 cho nên là không có sử dụng được ha. Mình chỉ làm đến 2000 thôi. Cái này nó cho từng version đấy, mình chọn nguyên nguyên nhân vật là mình bao như vậy, cái là nó nguyên nhân vật. Nên cái bản này rất là tiện, nó cho mình chọn ngón tay ngón chân cái kia cũng được, nhưng mà không có bao nguyên nhân vật được. Thì thầy cũng không hiểu tại sao mà nó làm nó không cho bao nguyên nhân vật vậy ha. Rồi công việc của mình là tiếp tục cài cái tool này đi rồi mấy em sẽ thấy nó hiệu quả.